Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn xem bản đồ Phú Quốc, Kiên Giang dạng vector, dạng letter và xem tên Google Earth, Google Map luôn các bạn. Rồi ta vào và thực hành luôn nha. Đây, Phú Quốc, Kiên Giang đây. Đầu tiên ta xem tên dạng đó là raster nha, là dạng ảnh đó. Đây, tôi bắt qua. Bạn mở lên nè. Rồi. Bạn thấy không? Làm mờ làm nhỏ thì được ha. Đây. Đây là dạng raster nha các bạn. Đó, xây được hết nè các bạn. Giờ tắt dạng raster nha. Mở dạng raster nha. Đây, đây dạng raster. Raster lại đầu là có thông tin thuộc tính. Đây. Đó, là loại này loại gì nè. Đó. Thấy không? Xem tên gọi của Google Earth ấy, thì chúng ta vẫn có thể là làm mờ lại được nha các bạn. Đó. Đó. Màu thì chúng ta có thể sửa được bình thường nha. Rồi. Rồi bây giờ ta xem bản đồ Phú Quốc năm 2023 tên Google Earth. Bây giờ xem tên Google Map sao. Đây. Thấy không? Google Map đây. Các bạn thấy không? Đây. Muốn xem chỗ nào người ta cứ đưa chụp lăn ra chỗ đó các bạn. Tụ thuộc vào mạng, năm mạng nó yếu các bạn. Này, đây là tên Google Map nha các bạn. Google Map này. Rồi chúng ta muốn biết vị trí đâu, chúng ta bấm vô ta tìm vị trí thôi các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành và đầu tư thành công nha.